Được rồi, ta đã rất rõ ràng trên người tiểu tử này rốt cuộc mang cơ duyên như thế nào, nhưng đó đều là chuyện của hắn, mặc dù tương lai hắn là nhân vật đứng ở đỉnh cao của toàn bộ đại thế giới. Nhưng giờ này khắc này ta lại còn có sứ mệnh thuộc về ta, muốn ta cứ như vậy cống hiến ra thánh thú chi tâm, không có đơn giản như vậy. Trừ phi ngươi có thực lực đủ cường đại, có thể trực tiếp phá vỡ phòng ngự của ta, nếu không nghĩ cũng không muốn, không riêng gì ngươi, bất luận kẻ nào khác đến chỗ ta đều phải tuân thủ quy củ duy nhất này của ta. Đầu thiên chi hồn vừa nhìn lão tiểu nhị trước mắt cũng không có cho mình mặt mũi. Lúc ấy trong ánh mắt mạo hiểm ba trượng khí tức giết chóc cắt cao nhìn chằm chằm linh hồn băng hoàng tháp trước mắt. Ta nói người lão gia hỏa này mấy trăm ngàn năm, cư nhiên một chút tiến bộ cũng không có. Hay là như vậy nhìn không ra mặt mày cao thấp sao? Người giữa ta rốt cuộc ai mới là thần khí mạnh nhất, hôm nay hẳn là phải phân ra một cái thắng bại. Băng hoàng tháp cười ha ha. Điểm này ta ngược lại tự biết mình, Đoạn lực công kích chỉ sợ toàn bộ thế giới rốt cuộc tìm không ra kiện thần khí thứ hai có thể so sánh với uy lực của ngươi, nhưng cũng nói về năng lực phòng ngự, ta cũng không nhường nhịn nhiều, Người giữa ta xem như là một mạnh nhất cùng lá chắn mạnh nhất dưới hệ thống đại thế giới, giữa hai người đều có sở trường riêng, mỗi người đều có khuyết điểm. Căn bản không cần phải tranh cao thấp, huống chi cái gọi là thần khí mạnh nhất, đương nhiên phải thuộc về thiên sứ nhất tộc, ở vị trí luân hồi cảnh này, cho dù là người ta cộng lại cũng không có khả năng tranh đoạt cho nên ta khuyên lão tiểu nhị ngươi này không nên tham dự vốn là thách thức thuộc về từ dương nếu như hắn làm không được phá vỡ phòng ngự của ta mặc dù băng hoàng tháp ta tan xương nát thịt ở cái chỗ này cũng tuyệt đối không có khả năng làm ra nửa điểm nhượng bộ đương nhiên còn có một loại biện pháp giải quyết vấn đề khác đó chính là các người có thể nghĩ biện pháp triệu hoán gia chủ nhân của ta vân vong cơ nếu như lão nhân gia hắn đích thân đến ta đương nhiên sẽ không vi phạm ý nguyện của hắn vì vậy cuối cùng chọn tùy chọn nào ngươi đưa ra quyết định của riêng ngươi những người khác ta không muốn nói nhiều hơn. Sau khi hồn băng hoàng tháp nói xong những lời này, liền lập tức biến mất tại chỗ. Mà đương theo linh hồn băng hoàng tháp biến mất tại chỗ, chung quanh băng hoàng tháp thần khí tự nhiên ngưng tụ ra một đạo băng tầng thật dày. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết trước mắt xuất hiện những tầng băng năng lượng này, tự hồ cùng ngoại vi phong ấn toàn bộ cực bắc man hoang khu vực băng tường vô cùng nặng nề thuộc về cùng một loại lực lượng bổn nguyên. Nói cách khác, hiện giờ phong ấn toàn bộ cực bắc man hoang khu vực bên ngoài tường băng, dĩ nhiên cũng là đến từ băng hoàng tháp nội bộ lực lượng hạch tâm huyện hóa mà thành. Thì ra là như thế, khó trách cỗ lực lượng đóng băng kia có thể ngăn cách toàn bộ cực bắc man hoang đại lục, dĩ nhiên là thủ bút của lực lượng băng hoàng tháp. Hiện tại tất cả nghi vấn trong đầu chúng ta hẳn là đã bị hóa giải, như vậy việc duy nhất chúng ta phải làm tiếp theo hẳn là nghĩ biện pháp phá bỏ đạo phong ấn này. Từ dương sau khi có ý niệm này trong đầu, liền không chút do dự thò ra tay phải, đem bổn nguyên lực lượng vô cùng cường đại của mình ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, bắt đầu muốn thử mượn pháp tắc chi lực hải thần lĩnh vực hóa giải bổn nguyên lực lượng thủy thuộc tính cũng giống như lúc ban đầu bọn họ vừa mới tiến vào khu vực cực bắc man hoang nhưng rất nhanh từ dương liền phát hiện băng hoàng tháp thần khí trước mắt phóng thích ra bổn nguyên băng phong lực xa xa so với bên ngoài ngăn cách đại lục một đạo băng tường còn mạnh mẽ hơn nhiều không bằng và lực sát thương cường đại không gì sánh kịp dùng lực lượng tuyệt đối nghiền nát phong ấn băng tầng trước mắt bất kỳ biện pháp nào khác đầu cơ trục lợi đều không có khả năng mang đến bất kỳ tác dụng tiêu hao nào cho một đạo băng tường trước mắt này. Mà đây hẳn là khảo nghiệm cuối cùng băng hoàng tháp hàng lâm xuống, muốn từ dương có thể nghĩ biện pháp phá vỡ đạo phong ấn lực trước mắt này trở ngại, như vậy hắn cũng sẽ thuận lý thành trương đạt được quyền sở hữu năng lượng thánh thú chi tâm. Ha ha, ta ngược lại muốn xem lực phong ấn băng hoàng tháp khủng bố như thế, hắn rốt cuộc nên dùng thủ đoạn như thế nào để ứng đối, chỉ cần hắn không có cách nào phá vỡ phong ấn của một đạo băng tường này, ta có thể ở trong trận chiến này trung lập ở thế bất bại. Vân Long Thiên Đế ẩn nấp ở giữa tinh không trung quanh còn ở nơi đó xin nhân nói mộng. Tựa hồ còn chưa từ trong trạng thái dị tưởng tỉnh táo lại, ngay khi hắn còn ôm tâm lý may mắn như vậy, Từ Dương đã bắt đầu có hành động, mà lần này hắn mượn lực lượng, tự nhiên chính là lực công kích mạnh nhất của đầu thiên chi hồn sau lưng có thể chém giết hết thầy, người tự tin có thể đánh bại người nam tử cũ này. Dựa theo phán đoán của ta, bằng hoàng tháp thần khí có được phong ấn lực tương đối đáng sợ, Hẳn là tính là thủ đoạn phòng ngự cường đại nhất trong bộc châu đại lục hiện nay Nếu vạn nhất không thể phá vỡ đạo phong ấn băng tầng trước mắt này mà nói Lãng diện này chỉ sợ cũng không có chỗ gác lại Đồ thiên lại cười ha ha Tiểu tử ngươi căn bản không cần lo lắng cho ta Thực lực hiện tại hẳn là sẽ không thổi giám lực là có thể hoàn thành tầng chứng ngại vật do hắn bố trí Bất quá là mượn cơ hội này trêu chọc ta một bước mà thôi Mặc dù không cần mượn lực lượng của ta Ta tin tưởng ngươi cũng có biện pháp khác có thể làm được Chẳng qua so với cách làm như ta tự mình động thủ, phải tốn tốn nhiều hơn một chút mà thôi. Từ dương không thể không thừa nhận đồ thiên thần khí trước mắt, xa xa không chỉ là một thanh thần khí chi hồn, đơn giản như vậy. Hắn có cái nhìn sâu sắc cùng tư tưởng cảnh giới, căn bản không kém bất kỳ một thiên đế nào giữa đó. Kỳ thật đúng như hắn nói, hiện giờ từ dương đã thức tỉnh đạo lốc xoáy lực lượng nguyên thủy thứ 10, cơ hồ có thể dùng chữ vô địch đương thời để hình dung. Kế tiếp từ dương không chút do dự vung lòng bàn tay lên đem đồ thiên thần khí lần thứ hai nắm trong tay mình từ dưng lần trước làm ra động tác này hẳn là rất nhiều năm trước ít nhất trên lãnh thổ bộc châu đại lục này số lần hắn vận dụng lực lượng đồ thiên căn bản không vượt qua ba lần đặc biệt là sau khi tiến vào chiến trường cực bắc man hoang đồ thiên chưa từng xuất hiện ở khu vực này cảm giác cường đại quen thuộc này lần thứ hai bắt đầu cũng làm cho từ dưng cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào kỳ thật ưu thế lớn nhất của thanh đồ thiên thần khí này cũng không phải ở chỗ bản thân thần khí này sắc bén cỡ nào mà là ở chỗ thần khí trì hồn hắn có thể cao độ phù hợp với trạng thái linh hồn của chủ nhân. Nói cách khác, người khống chế một thanh đồ thiên thần khí này thực lực càng mạnh, tinh thần lực càng ngưng thật, như vậy lực lượng kiếm phong vung ra cũng sẽ càng mạnh, bởi vậy một thanh đồ thiên này được coi là đồng bọn tốt nhất của Từ Dương. Một kiếm vung ra căn bản không cần bất kỳ lực lượng bên ngoài nào tu trang cùng với công pháp vận chuyển, chỉ là bằng vào bản chất nhất một đạo linh hồn kiếm khí phóng thích ra, chính là đem trước mắt một đạo kiên băng kiên cố không thể phá vỡ trong nháy mắt vỡ vụn hoặc là nói là một loại có xu hướng chậm rãi hỏa tan, bởi vì sau khi một kiếm phong này phóng ra, đám người tiểu hoa cùng với nữ sứ giả bịt mặt đều phát hiện một kiếm này sạch qua, ngay cả không gian pháp tắc cũng theo đó trở nên vạn vẹo. Quỹ tích không gian vặn vẹo, trong thời gian rất ngắn nhanh chóng lõm xuống, sau đó lại ở trong một khoảng thời gian tương đối dài bắt đầu tự mình khép lại. Nhưng phong ấn hình băng vốn tồn tại dưới trạng thái pháp tắc không gian tương đối ổn định, lại bởi vì một kiếm cường đại vạn vẹo lực lượng này bỗng nhiên sinh ra một đạo vết nứt. Mà từ Dương phóng xuất ra linh hồn một kiếm này chính là theo vết nứt này không thiên vị vô tư cắt vào, một kiếm kiếm này đánh vào trên bản thể thần khí băng hoàng tháp, mang đến cho cả băng hoàng tháp tác dụng rung động vô cùng mãnh liệt, hoàn toàn không để ý đến băng hoàng tháp chi hồn vừa mới phóng thích ra bên ngoài băng phong chi địa thủ hộ, có tác dụng giống như cách sơn đánh ngưu, trực tiếp thẩm thấu vào mặt ngoài thần khí, tác dụng ở bên trong bản thể thần khí của hắn, cứ như vậy lão gia hỏa kia cũng bị một kiếm này đánh cả người chấn động không thôi, nhịn không được hít sâu một hơi lại một lần nữa huyện hóa ra linh hồn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc làm như thế nào, không ai có thể bỏ qua phòng ngự của băng phong lực ngưng tụ ra. Từ dương mỉm cười gật gật đầu, trực tiếp cho đối phương một bậc thang, không đến mức làm cho lão gia hoàn này mất hết mặt mũi. Tiền bối nói không sai, vừa rồi một kiếm phong kia phóng ra, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn phong mang rất thịnh, nhưng nếu như ta cứng rắn tiền bối ngưng tụ ra băng phong lực thủ hộ mà nói, cũng là không có cách nào đem ta hoàn toàn nghiền nát ta chỉ là đang dùng một phương pháp đầu cơ trục lợi, theo quy tắc quỹ tích của thời gian không gian, biến tướng vòng quay lực đóng băng do ngài ngưng tụ ra, trực tiếp tiến công bản thể băng hoàng tháp, không biết ta dùng thủ đoạn như vậy có thể tính là thông quan thành công hay không. Có thể nói đợt này của Từ Dương đã xem như nể mặt đối phương, nhưng mà hắn cùng mấy đồng đội của Tiểu Hoa bên cạnh, tuyệt đối không nghĩ tới, linh hồn băng hoàng tháp này lại là một lão giả ỷ lão bán lão được tiện nghi lại khoe khoang, căn bản không có tính toán cho Từ Dương một cái mặt mũi, ngược lại là được một tức tiến một thước. Người phương thức đầu cơ trục lợi như vậy, căn bản không cách nào chứng minh thực lực của người, không tính là lại nữa. Nhưng mà ngay tại thời điểm lão gia hòa này nói xong câu đó, nụ cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đồng. Ha ha, ta thấy không cần thiết này, ta đã nghĩ ra biện pháp như thế nào để chứng minh thực lực của ta. Từ Dương nói xong một ít này, một đạo quang điểm màu vàng trên đỉnh đầu lại một lần nữa lóe sáng ra, đạo vòng xoáy kim cương cường đại không gì sánh kịp lập tức tập trung vào tầng băng phong ấn trước mắt này rất nhanh thôn phệ lực vô cùng cường đại, trực tiếp đem băng tầng phong ấn trước mắt, hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Lần này băng hoàng tháp phóng thích ra lực đóng băng không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa, cho dù hắn có cứng rắn thế nào, nhưng trước mặt đạo khí lớp thứ 10 không gì sánh kịp thôn phệ lực, hắn căn bản không có khả năng tồn tại. Sự khác biệt giữa hai mạnh yếu căn bản là một cái trời một cái dưới đất. Thời điểm thu về băng hoàng tháp, từ trận chiến diệt thế mấy chục vạn năm trước hẳn là đã kết thúc. Hiện tại đã không còn là thời đại hắn thống trị phòng ngự, lực lượng của từ dương mới là người dẫn dắt có thể mở ra thời đại mới linh hồn băng hoàng tháp trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chăm tất cả hắn đến bây giờ vẫn chưa nghĩ rõ ràng lực lượng đóng băng kiêu ngạo nhất của mình vì sao ở trước mặt từ dương trong nháy mắt liền biến mất ha ha người lão gia hỏa này vừa rồi từ dương chính là cho ngươi một bậc thang ai biết ngươi người này ngoan cố bất linh thật đúng là lấy mình làm một mâm thức ăn hiện tại như thế nào mất hết mặt mũi ngươi mới có thể tâm phục khẩu phục đúng không linh hồn băng hoàng tháp đã không còn gì để nói, bởi vì hắn biết rõ thực lực của mình, sớm đã không còn là đối thủ của Từ Dương nữa, đối phương căn bản không đem mình để vào mắt. Vừa rồi đích thật là cho mình thể diện, bất đắc dĩ mình không có quý trọng, hiện tại mới xem như chân chính thấy rõ thế cục, thực lực của hắn sớm đã không có khả năng ngăn trở được Từ Dương, sớm một chút buông tha đối với hắn mà nói chính là lựa chọn tốt nhất. Ai nha, quên đi, ta vừa rồi chẳng qua là đang cùng tiểu tử này nói giỡn mà thôi thực lực của hắn ta rất rõ ràng. Bất quái đạo khí toàn nguyên thủy lực lượng công pháp thứ 10 này đích thật là cường đại, nếu không phải phong hỏa vô cực nhất mạch truyền thừa lực lợi hại như vậy, làm sao có thể đem hệ thống công pháp lực lượng nguyên thủy tu luyện tới trình độ này. Từ dương đích thật là cường giả có một không hai, lão gia hỏa, ta xem như thật sự tâm phục khẩu phục, nếu là như vậy, như vậy ta sẽ không ngăn trở các người nữa. Thanh thú chi tâm này vốn là bổn nguyên lực lượng ta thủ hộ, tuy rằng ta cũng không rõ rõ kiếm tiền hắn giao cho ta, nhiệm vụ như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì nhưng bây giờ ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình là để chờ đợi một người thực sự có thể kiểm soát hắn và có tư cách để có được sự xuất hiện của mình hiện tại ta vô cùng tin tưởng người này chính là từ dương nếu như hắn còn chưa có tư cách này như vậy chỉ sợ toàn bộ thế giới rốt cuộc tìm không ra người thứ hai có tư cách như vậy hiện tại bắt đầu thanh thú chi tâm này chính là ngươi quả nhiên lão gia hòa băng hoàng tháp chi hồn này xem như bị thủ đoạn cường thế của từ dương mạnh mẽ phong hành triệt để đánh phục rốt cuộc nói không nên lời chỉ có thể gật đầu liên tục buông tha ý niệm tiếp tục kháng chiến mà khi hắn phóng thích ra lực đóng băng hoàn toàn biến mất không ai cảm thụ được một cỗ khí tức cực kỳ đặc thù đã lặng yên không một tiếng động đi tới chung quanh băng hoàng tháp mà chủ nhân đến khí tức này rõ ràng chính là vận động thiên đế ẩn nấp ở giữa tinh không khí khí tức sở dĩ tất cả mọi người đều không có phát hiện là bởi vì mãi cho đến giờ phút này mới thôi chung quanh vẫn như cũ ở trong phạm vi tinh không lĩnh vực mà vân long thiên đế đã đem khí tức của mình cùng toàn bộ tinh không lĩnh vực cư tác dùng hợp thành một thể cứ như vậy linh hồn bổn nguyên của vân long thiên đế mặc kệ chạy trốn đến bất kỳ một góc nào trong phạm vi lĩnh vực bao phủ cũng sẽ không bị đám người từ dương trước tiên có phát hiện mà lúc này hắn cũng vừa vặn lợi dụng ưu thế duy nhất của mình lặng yên không một tiếng động đi tới bên ngoài băng hoàng tháp thần khí ta nói lão gia hỏa ngươi sau này không cần lo lắng đổi lại một chủ nhân tuy rằng kiếm tiên vân vong cơ đồng dạng là một trong những cường giả nhất thế gian nhưng hắn đã nhiều năm không xuất hiện qua. Thật không biết hắn hiện tại đến tột cùng là ở địa phương nào, thay vì ở sớm nghỉ hưu không có giá trị như vậy kéo dài hơi tàn, chi bằng giống như ta trở thành thần khí thép thân của Từ Dương. Hai lão ca chúng ta cùng phục vụ Từ Dương, nâng đỡ hắn trở thành một thời đại vĩnh hằng chỉ thuộc về hắn, coi như là không có chôn vùi ngươi cùng một thân thực lực khoáng cổ từ kim này của ta. Không thể không nói, hồn băng hoàng tháp đích thật là động tâm, bởi vì sứ mệnh duy nhất thuộc về hắn đã chấm dứt, kế tiếp hắn cũng không biết mình nên đi nơi nào, đột nhiên nhận được lời mời như đồ thiên chi hồn, băng hoàng tháp chi hồn quả thật động tâm tư như vậy. Không giấu người nói, có cơ hội như vậy mặc dù là tốt, chẳng qua ta không xác định có thể cùng từ dương đạt thành hoàn mỹ phù hợp hay không. Người rất rõ ràng, lúc trước ta phục vụ kiếm tiên, nhưng tên gia hỏa này lại chiếm được truyền thừa lực của thiên sứ nhất tộc chí cao thần, cùng với thần vương phong hỏa vô giảng lưỡng mạch, rất có thể không thể tương thích với hơi thở của ta. Sau khi băng hoàng tháp đưa ra lo lắng như vậy, từ dương không chút do dự lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng phất phất tay, Ngọc Cốt Thần Kiếm lần thứ hai xuất hiện trước mặt hắn. Mà khi khí tức kiếm tiên đặc thù trên người Ngọc Cốt Thần Kiếm bị băng hoàng tháp cảm ứng, lão gia hỏa này đột nhiên nước mắt tung hoành giống như nhìn thấy nhi tử của mình. Thật sự là quá khó tin, người thế nhưng thu hoạch Ngọc Cốt Thần Kiếm, hơn nữa còn là một cánh tay trọng yếu nhất của kiếm tiên, xem ra duyên phận giữa ngươi cùng kiếm tiên đã sớm nhất định rồi. Cũng được, nếu là như vậy, như vậy từ giờ trở đi, ta sẽ chính thức phục vụ từ dương ngươi cũng sẽ trở thành chủ nhân hoàn toàn mới của ta băng hoàng tháp chi hồ nói xong những thứ này trực tiếp đem khí tức của mình cùng linh hồn thế giới của từ dương hoàn thành ràng buộc mà dưới sự khống chế linh hồn lực của từ dương rất nhanh băng hoàng tháp hình dáng cực lớn nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng trực tiếp biến mất ở giữa linh hồn thế giới của từ dương cũng vì thế giới linh hồn của hắn tăng thêm một đạo chí cao thủ hộ thần khí đồng dạng có băng hoàng tháp thần khí can thiệp từ dương cũng đạt được quyền khống chế lực lượng thuần túy nhất thế giới băng xương thuộc tính hơn nữa cũng có thể làm cho cửu thải càn khôn trung lão gia hòa kỳ sống nghỉ hưu bởi vì có băng hoàng tháp tồn tại băng hoàng tháp từ các phương diện thủ tính mà nói đều là cửu thải càn khôn trung tiến thêm một bước đạt được tăng lên cường hóa phiên bản cuối cùng cho dù là dùng để phòng ngự từ dương một mặt có tổ long khải giáp làm che chở cực hạn cho thân thể mình hiện giờ lại có thêm băng hoàng tháp hẳn là cũng không cần cửu thải càn khôn trung xuất lực mà lão gia hoàn này cũng vui vẻ tiếp nhận cục diện như vậy đã sớm chuẩn bị tốt tính toán nghỉ hưu dưỡng lão đối với việc từ dương đạt được thu hoạch như băng hoàng tháp ngoại trừ chúc phúc già lão đổ thiên cũng không biểu đạt ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào khác cũng là làm cho từ dương cảm thấy vô cùng vui mừng không còn gánh nặng tinh thần nữa mà nương theo băng hoàng tháp chủ thần khí hình dáng dần dần trở lại trong cơ thể từ dương hơn nữa biến mất trung ương một đạo thánh thú tri tâm vô cùng rực rỡ năng lượng bổn nguyên cũng bắt đầu phóng thích ra hỏa diễm hưởng hực thiêu đốt mà khí thức khủng bố của thánh thú tri tâm nhanh chóng bao trùm về bất kỳ một góc nào của không gian dĩ nhiên cũng làm cho tinh không lĩnh vực vốn yên lặng nửa trận bị từ dương thứ mười nguyên thủy lực lượng lốc xoáy nuốt sạch tất cả lực lượng bổn nguyên lần thứ hai khôi phục sinh cơ bàng bạc đối với vân long thiên đế mà nói tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn thu hoạch khó có thể tưởng tượng bởi vì tinh không lĩnh vực hồi phục cũng tương đương với cho vân long thiên đế hoàn mỹ phát huy thực lực của mình một cái bình đẳng mà từ dương lúc trước đã cắn nứt qua mênh mông tinh không lực cũng căn bản không có dự định lần thứ hai mượn đạo khí xoáy đối với lĩnh vực chung quanh không còn thuần túy tinh thần lực tiến hành hai lần thôn phệ cho nên đây tuyệt đối là cơ hội cuối cùng vân long thiên đế cường thế xuất thủ ha 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 từ dương người nghĩ rằng tất cả mọi thứ sẽ kết thúc với chiến thắng người người quá ngây thơ bây giờ là thời điểm tốt nhất của ta để ra tay ta thực sự muốn nhìn thấy người tại sao ngăn cản ta thanh âm này xuất hiện rất là đột ngột khi đám người từ dương phán đoán ra tình huống nguy cơ sau đó mỗi người đều có phương thức ứng đối hoàn toàn bất đồng nhưng trung quy vẫn làm cho vân long thiên đế trước mắt huyện hóa ra linh hồn bổn nguyên trước tiên một bước xuất hiện chung quanh thánh thú chi tâm năng lượng thể cùng một lúc này nắm trong tay vân long thiên đế một phần tư mảnh ngọc cổ cũng phát huy tác dụng trực tiếp phóng thích ra một đạo thanh sắc quang mang đem linh hồn thể vân long thiên đế hoàn mỹ bao phủ trong đó hơn nữa đem linh hồn khí tức của hắn cùng khí tức ba động của đám người từ dương chung quanh ngăn cách làm cho hắn không thể nghi ngờ trở thành tồn tại thức vận thánh thú chi tâm nhất lực lượng bổn nguyên không tốt tên này cư nhiên tự tiện sử dụng mảnh vỡ ngọc cổ hơn nữa thử đem linh hồn lực của mình cùng mảnh vỡ ngọc cổ ràng buộc lần này phiền toái lớn rồi tiểu hoa vẻ mặt ngưng trọng đi tới bên người từ dương muốn cùng hắn cùng nghĩ biện pháp ngăn cản một màn này ngay trong quá trình hai người lâm vào trầm tư thủy trung không có biểu hiện gì nữ dứng giả che mặt mỉm cười đi tới bên người từ dương lão đại không cần lo lắng trên người ngươi không phải có hai mảnh ngọc cổ khác sao một khi họ bóp nát chúng ta có một cách để làm cho ngươi luôn luôn trở thành linh hồn dẫn dắt các mảnh ngọc cổ về phần hán vớt của có tác dụng gì sau khi ngươi triệt để xóa bỏ linh hồn bổn nguyên của vân long thiên đế hết thầy tự nhiên sẽ có phân rõ tin ta đi trong đầu từ dương có một ý niệm hiện lên trong nháy mắt chính là nữ sứ giả bịt mặt vẫn là nằm vùng bên cạnh vân long thiên đế nhưng sau đó hắn lập tức nảy ra ý niệm như vậy bởi vì hắn tin tưởng mỗi một thành viên trong đoàn đội của mình đều sẽ không phản bội đoàn đội phản bội mọi người tin tưởng hai chữ này đối với từ dương mà nói có được trọng lượng rất lớn hắn tin rằng mỗi một mối tình tích lũy đều không yếu đuối như vậy. Quả nhiên, Từ Dương đối với nàng tín nhiệm đổi lấy một kết cục hoàn toàn, ngay khi Từ Dương liên tiếp bóp nát hai mảnh vỡ ngọc cổ còn lại, hai đạo thanh sắc hào quang đồng thời ra trì trên người Từ Dương. Cũng trong giờ khắc này, sau lưng Từ Dương, rất nhanh liền một lần nữa huyên hóa ra đường nét nữ thần của Nguyệt Chi. Mà trong nháy mắt khi nữ tử này xuất hiện, nữ sứ giả bịt mặt trước mắt rút cục cởi mặt nạ của mình ra, làm cho Từ Dương cùng Tiểu Hoa vạn lần khiếp sợ chính là nha đầu này cư nhiên có được dung mạo giống như người trì nữ thần. Cái gì? Ngươi cư nhiên? Chẳng lẽ ngươi có liên hệ lớn với lực lượng truyền thừa trong ngọc cổ này? Nụ cười trên mặt nữ sứ giả càng thêm nồng đậm vài phần. Hoặc là nói ý nghĩa tồn tại của ta chính là vào giờ khắc này trợ giúp lão đại ngươi hoàn thành sứ mệnh mà ngươi nên mang theo. Ta chính là linh hồn phân thân của người chi nữ thần trong thân thể ngươi, hiện tại hai người ta sắp hoàn thành dung hợp, linh hồn thể hoàn chỉnh nhất của người chi nữ thần sắp hồi phục mà ta cũng sẽ ở trong trạng thái linh hồn hoàn chỉnh tiếp tục chỉ dẫn lão đại đạt được cơ duyên chân chính thuộc về ngươi hết thảy bí ẩn rốt cục cũng được giải quyết vào giờ khắc này có nhà đầu này trợ giúp từ dương cũng không hề cố kỵ gì nữa trực tiếp buông tay chân cho tiểu hoa bên cạnh một ánh mắt hai người bắt đầu ngưng tụ thú hoàng lực hoàn chỉnh nhất chín đạo trong bản nguyên thú hoàng lực từ trong cơ thể tiểu hoa quần cuộn đánh ra vây quanh thân thể từ dương nhanh chóng dùng hợp cùng một chỗ chế tạo hoàn chỉnh thú vương lực cuối cùng ở phía trên đỉnh đầu từ dương hóa ra một đạo thánh thú tri tâm đồ đằng mà đạo đồ đằng này càng giống như là mở ra một quả hạch tâm thánh thú tri tâm trước mắt nếu chỉ có đồ đằng cùng thánh thú tri tâm bản thể hoàn mỹ phù hợp tất cả năng lượng mới có thể được chân chính ý nghĩa phóng thích ra mà cục diện trước mắt là bản thể thú hoàng tri tâm do linh hồn vân long thiên đế khống chế mà một đồ đằng hoàn chỉnh mở ra lực lượng thánh thú tri tâm thì bị từ dương khống chế bởi vậy giữa hai người này không thể thiếu trận chiến cuối cùng sắp tới Ha ha ha, xem ra Trung Quy vẫn là tránh không thoát được trận chiến cuối cùng. Chẳng qua hình thái linh hồn thể hoàn toàn của ta bây giờ đã có thể không nhìn ngươi đạo lực lượng lốc xoáy thứ 10. Mà ở phương vực linh hồn ta không tin mình còn có thể bị ngươi miểu sát. Mặc dù nội tình tu vi của ngươi vĩnh viễn không cách nào so sánh, nhưng tinh thần lực huyết thống trong cơ thể ta chính là nơi tinh hoa của cả nền văn minh ngưng kết. Cũng xa mới yếu ớt như tưởng tượng của ngươi, ta ngược lại muốn xem so đấu với lực lượng linh hồn, ngươi cùng ta rốt cuộc ai còn cường đại hơn. Từ dương chỉ cười lạnh một tiếng, sau lưng hắn rất nhanh liền ngưng tụ ra một đạo thái cực đồ đằng hoàn chỉnh. Hiển nhiên từ dương vẫn như cũ dự định lợi dụng truyền thừa độc quyền mình sáng tạo ra để chinh phục đối thủ này. Thấy đạo thái cực đồ đằng này không? Chỉ cần ngươi có thể chịu được lực lượng phá hủy của hắn, ta liền thừa nhận ngươi so với ta mạnh hơn, tự nhiên cũng sẽ chủ động buông tha đối với thánh thú tri tâm lực lượng tranh đoạt. Nếu ngươi không thể chịu đựng được sự trao cổ của sức mạnh của mình, vì vậy, ta xin lỗi, kết cục của ngươi đã được định trước. Từ Dương không chút do dự đánh ra đạo âm dương luân chuyển này, hùng hùng vô tận thái cực đồ đằng, hơn nữa tập trung linh hồn bản nguyên của tên gia hỏa trước mắt này. Mặc kệ đối phương sử dụng thủ đoạn như thế nào, đều không thể che đậy thái cực chi đạo mình sáng tạo ra truy kích. Vô số năm trước, khi ta bắt đầu tu luyện ở đại thế giới, bản đồ đằng của thái cực chi đạo cũng đã thành hình trong đầu ta. Dựa theo lĩnh ngộ cùng phán đoán của ta, lực lượng ẩn chứa trong thái cực chi đạo này là không có cực hạn, hắn sẽ theo trình độ thực lực bản thân có được không ngừng đạt được lực lượng ngưng tụ mạnh hơn cùng tạo hóa cùng định nghĩa thăng trầm hơn. Quan trọng hơn là thái cực chi đạo này có thể tùy tâm sử dụng phù hợp với bất kỳ một cái thế giới quy tắc nào hệ thống năng lượng nhu cầu, căn bản không tồn tại thời gian cùng không gian trói buộc. Bất kể là ở trong chiến trường có điều kiện như thế nào, hắn đều có thể phát huy ra lực lượng độc nhất vô song của mình, kế tiếp ta sẽ làm cho ngươi hiểu được, giữa hắc cùng bạch có thể sinh ra bao nhiêu khả năng không biết. Từ dương nói sau những lời này, hắc cùng bạch đan xen ngang dọc thái cực tạo thành, không ngừng bành trướng mở rộng một chút, vây quanh linh hồn thể Vân Long Thiên Đế trước mắt. Mà trong lúc này, tiểu hoa bên cạnh từ dương rốt cục cũng phát ra nghi vấn như vậy. Người tạo ra cực hạn này đến tổ cùng có thể đạt tới trình độ nào, hoặc là nói hai cỗ lực lượng này đan xen cùng một chỗ rốt cuộc là nguyên lý vận hành như thế nào. Từ dương vẻ mặt thỏa mãn khẽ cười. Đen và trắng, âm và dương là quy luật cơ bản nguyên thủy nhất của thế giới sinh là. Đánh ra đạo thái cực đồ đằng này dưới tác dụng điều kiện của ta, có thể chuyên chú thời khắc không ngừng tiến hóa thế giới tinh thần của đối phương nói cách khác dã tâm của người này càng lớn như vậy lực áp bách của thái cực đồ đằng hắn đối mặt cũng càng mạnh nếu như người này thật sự có thể làm được tâm không lo lắng tâm thần giống như linh hồn lão giả trên cự thạch mà chúng ta từng gặp qua lúc trước như vậy thái cực của ta cũng sẽ không tạo thành lực sát thương nào đối với hắn thiên đạo luân hồi nhân quả tuần hoàn chính là căn cứ căn bản để chống đỡ lực lượng thái cực chi đạo hoàn mỹ phát tiết không có bất kỳ người nào có dã tâm dục vọng có thể tránh thoát sự phán xét của hắn. người có thể xem cỗ lực lượng này là ta mượn thiên đạo chi thủ đối với hắn hàng lâm trừng phạt vân long thiên đế vì đạt được mục đích của hắn, chôn vùi quá nhiều người tạo hóa. những người khác tạm thời bất luận, chính là mấy đứa con ruột thịt bỏ mạng trong tay hắn cũng đủ để hắn sám hối một trận rồi. lời nói của tử dương rất nhanh liền ở trên hư không hắc bạch lớp lớp càng lúc càng lớn có thể chứng thực, bởi vì linh hồn của vân long thiên đế ở trong thái cực đồ đang không ngừng tiến hóa này kiến thức càng ngày càng nhiều ký ức hắc ám nhất trong nội tâm mình không muốn chạm vào. Tự nhiên cũng bao gồm mấy bộ dáng cốt nhục ruột thịt đã từng bỏ mạng trong tay hắn, làm cho linh hồn Vân Long Thiên Đế lâm vào trong bóng tối vô tận tuần hoàn điên cuồng vùng ven. Hắn bắt đầu phát ra tiếng hô điên cuồng, nghĩ hết mọi biện pháp muốn thoát khỏi chế tài thái cực đồ đằng trước mắt, nhưng mà dưới sự tiến hóa của lực lượng thái cực chi đạo, hắn giống như một hạt bụi nhỏ bé, căn bản không có biện pháp tránh thoát cỗ lực lượng này phán xét. Cuối cùng linh hồn bổn nguyên hoàn chỉnh của Vân Long Thiên Đế tất cả đều bị thái cực đồ đằng khổng lồ này cắn nuốt không còn triệt để biến mất trong phiến không gian chiến trường này cũng vào giờ khắc này trong nghiên viên hoàng thành tượng trưng cho linh hồn bồn nguyên của vân long thiên đế cái gọi là vĩnh hằng chi Hòa vào giờ khắc này ám diệt cả hiên viên hoàng thành lâm vào một mảnh lộn xộn mà sớm đã có chuẩn bị ngũ hoàng tử chính là người kích động nhất bởi vì hắn đã sớm cùng từ dương đạt thành hiệp nghị nào đó khi phụ hoàng của mình thật sự cùng từ dương trở thành đối thủ hơn nữa cuối cùng đi về phía ngã xuống đó chính là lúc ngũ vương gia tự mình ra tay quét ngang toàn bộ thế lực khắp nơi hiên viên hoàng thành mà lúc này địch nhân lớn nhất của hắn tự nhiên chính là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hai người kia khởi bẩm ngũ vương gia vĩnh hằng chi hỏa thật sự dập tắt có muốn dựa theo kế hoạch hành động ban đầu chúng ta cùng từ dương các hạ vây dựng lúc trước hay không vương gia chờ đợi ngày này đã không biết chờ đợi bao lâu tự nhiên không chút do dự hạ lệnh toàn quân xuất kích cơ hội như vậy trong cả đời chúng ta chỉ có thể có lần này chỉ cho phép thành công không được thất bại truyền ta ra lệnh cho tất cả bộ đội tập trung tiến công bộ lạc đại hoàng tử, những người khác thì tiến công bộ lạc nhị hoàng tử. Còn lại bên ngoài tụ điểm tất cả nhân viên nhàn tàn, lập tức dựa theo mệnh lệnh của ta tập kết ở trong hiên viên hoàng thành, không được có sai sót. Ngũ vương ra lúc này đây trực tiếp móc ra kim long lệnh độc quyền của mình, không cho phép bất luận kẻ nào cãi lời mệnh lệnh của mình. Toàn bộ thế lực khắp nơi trong hiên viên hoàng thành toàn bộ bắt đầu hành động, một hồi chém giết cung đình trước nay chưa từng có đã diễn ra. Các tỷ muội hoàng tử khác căn bản không nghĩ tới, những kiếm khách giang hồ lúc trước được từ dương an trí thỏa đáng giờ phút này lại trở thành trợ lực lớn nhất của thế lực ngũ phương gia có bọn họ trợ giúp quân hùng thiên hạ vạch trần tất cả đều đi theo ngũ phương gia kêu gọi bắt đầu điên cuồng tàn sát thế lực của mấy tên hoàng tử khác điều đáng nói chính là tứ hoàng tử lúc trước đã rời khỏi trận phân tranh này dĩ nhiên cũng nhân cơ hội lần nữa bị cuốn vào trong cơn bão này chẳng qua tên này so với năm đó sớm đã mất đi năng lực cạnh tranh hạch tâm lại bởi vì sau này bị mị lực nhân cách của từ dương chinh phục cho nên tứ hoàng tử lần này trực tiếp lựa chọn chiến đội ngũ vương gia cùng hắn triển khai quyết đấu với đối thủ hạch tâm nắm trong tay đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hai mạch nắm trong tay đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử trận chiến này kéo dài một tháng cuối cùng vẫn là bởi vì chiếm được thế lực của từ dương ở mấy đại lục khác tập kết lại cùng nhau trợ giúp vương gia hoàn thành thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến này đương nhiên lúc này từ dương căn bản không rõ ràng phía hiên viên hoàng thành đã triển khai một hồi đấu tranh long trời lở đất hiện tại hắn sau khi xóa bỏ linh hồn bổn nguyên của vân long thiên đế đã bắt đầu hết sức chăm chú thôn vệ thánh thú chi tâm lực lượng cô lực lượng này nói thật sự đã không có cách nào mang đến cho từ dương càng nhiều bản chất tăng lên càng giống như một cây cầu đem một bộ phận lực lượng bổn nguyên cùng lực lượng của từ dương hoàn thành cuối cùng thông suốt mà bốn mảnh vỡ ngọc cổ kia hoàn thành hợp nhất tạo thành bản thể ngọc cổ hoàn chỉnh nhất phóng thích ra một đạo con đường thông thiên trong suốt trong suốt đạo thông lộ rực rỡ này nối liền địa phương chính là vô nguyệt thiên chân chính cửa vào mà trước mặt một phiến quang mang tinh xảo không gì sánh kịp kia nguyệt chi nữ thần hướng từ dương lộ ra nụ cười hoàn mỹ hoan nghênh người đi tới cửa vào vô nguyệt thiên kiếm tiên các hạ đã sớm chờ đợi đã lâu sau cánh cửa này chính là con đường thông thiên chân chính chỉ cần các hạ hoàn chỉnh trong một loạt khảo nghiệm liền có thể nhìn thấy kiếm tiên bản tôn điều đáng nói là trong ảo cảnh này chôn vùi rất nhiều cường giả từng kề vai chiến đấu với ngươi cả đời giang buộc cần ngươi trợ giúp để cho bọn họ chặt đứt những nhân quả này đồng thời cũng trợ giúp bọn họ đạt được tư cách tiến vào thông thiên lộ nếu như trảm nhân quả thất bại như vậy các hạ đã từng là đồng bọn này rất có thể gặp phải nguy cơ ngã xuống tương ứng với một bộ phận anh hồn này cũng sẽ hóa thành kiếp nạn chân chính giáng xuống bên người kia mà nếu như trảm nhân quả thành công mà nói linh hồn bổn nguyên của hắn sẽ trực tiếp được dẫn dắt thông thông thiên lộ tọa độ cũng sẽ ở trên con đường này lại một lần nữa cùng các hạ hội hợp người chi nữ thần đem toàn bộ tin tức mình muốn truyền cho từ dương sau đó đường nét của nàng lại một lần nữa hóa thành trung tâm ánh sáng màu sắc thuần túy nhất biến mất trong cơ thể từ dương từ dương nhìn tiểu hoa bên cạnh một cái liền mang theo nàng cùng nhau bước lên con đường cổ thông thiên, cuối cùng vẫn đẩy cánh cửa sáng trước mắt ra, đi vào không gian sau lưng hào quang này trong nháy mắt, nguyên bản bị vô tận tinh không vây quanh nội không khí khí đã hoàn toàn biến mất. Không thể nghi ngờ, hai người phẳng phất đi tới thế giới hoàn toàn mới, chẳng qua sau lưng quang môn này tất cả đều là kiếm tiên một tay chế tạo ảo cảnh hoàn mỹ, bên trong ảo cảnh mang theo rất nhiều nguyên tố không biết mỗi một đạo nguyên tố ngưng tụ mà thành điểm sáng liền tương ứng với quỹ tích vận mệnh của một trong số chúng sinh bộc châu đại lục đây càng giống như một cái vận mệnh tinh hà khổng lồ mỗi một viên phủ bụi khiêm tốn liền đại biểu cho vận mệnh của một người mà từ dương phải làm chính là trong quá trình đi tới quỹ tích vô tận này trợ giúp bọn họ hoàn thành một hồi cứu trợ hoàn toàn mới đi qua quỹ tích của mỗi người từ dương đều có thể cảm nhận được rõ ràng đường nét linh hồn của người này khi gặp phải quỹ tích vận mệnh của những đồng bọn đang ràng buộc bản thân ngôi sao tương ứng sẽ trở nên vô cùng sáng người. Rất nhanh từ dương liền nhìn thấy ngôi sao sáng người đầu tiên, mang theo tiểu hoa đi đến bên cạnh ngôi sao kia, nhẹ nhàng chạm vào khí tức của một ngôi sao. Từ dương rất nhanh trong đầu liền xuất hiện linh hồn thể của linh dao, kỳ thật xúc cảm mà nói, càng giống như đi vào một không gian mộng cảnh vô cùng chân thật của linh dao. Mà trong giấc mộng này, linh dao cũng không thể cảm giác được sự tồn tại của từ dương cùng tiểu hoa. Nhưng đối với ảo cảnh sắp giáng lâm trước mặt mình cực kỳ sợ hãi, mà lúc này đang uy hiếp sinh mệnh của linh giao dĩ nhiên là một thượng cổ dị thú khổng lồ cũng là một trong số ít viễn cổ cử thú ở tây phương lĩnh vực của Bộc châu đại lục hiện tại linh giao đã là thủ lĩnh dưới vạn người dưới một người phương tây mà nội dung trận ảo cảnh rằng một mà nàng ghi lại chính là uy hiếp phá hủy của khủng bố cử thú trước mắt từ dương phải làm là đem linh hồn bổn nguyên của linh giao từ trong mộng cảnh này giải vây ra chỉ cần có thể trợ giúp nàng hoàn hảo không tổn hao gì tránh thoát khỏi mộng cảnh này Lăng dao ở Bộc Châu Đại Lục chân chính linh hồn bổn nguyên sẽ được thông thiên lộ chỉ dẫn. Nha đầu này không cảm nhận được sự tồn tại của hai người ta, đồng dạng cự thú trước mặt nàng cũng không cảm thụ được. Nói cách khác hai chúng ta cũng không thể trực tiếp vận dụng lực lượng của chúng ta, vậy phải làm sao mới có thể ảnh hưởng đến bọn họ đây? Từ dương trên mặt lộ ra một nụ cười. Rất đơn giản, sở dĩ hai người bọn họ song phương đều không cảm thụ được sự tồn tại của chúng ta, là bởi vì thời gian không gian pháp tắc trong mộng cảnh này cùng vị trí hiện tại của chúng ta có sự khác biệt tương đối lớn. Chỉ cần chúng ta có thể tự mình thả ra một đạo linh hồn cảnh tượng, tiến vào bên trong chiến trường tương ứng với pháp tắc không gian của bọn họ là có thể phát huy ra lực ảnh hưởng của chúng ta. Tiểu Hoa thông minh cỡ nào, sau khi nghe được Từ Dương chỉ dẫn một phen, lập tức liền hiểu được ý tứ của hắn. Liền cùng hắn liếc mắt một cái, mỗi người gật gật đầu, rất nhanh hai người liền ngưng tụ ra một đạo linh hồn thể hình dáng, trong nháy mắt hai đạo đường viền xuất hiện liền lập tức biến mất ở bên người hai người bọn họ, rất nhanh liền tiến vào trong mộng cảnh rằng buộc chiến trường, đi tới bên người Linh Giao. Lúc này Linh Giao ở trong chiến trường nhìn thấy lão đại cùng tiểu hoa nhà mình hàng lâm, trên mặt cũng lộ ra biểu tình vô cùng kinh hỉ. Lão đại, tiểu hoa tỷ, sao các ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ các ngươi đã xử lý xong chuyện của hoàng tộc trung vực sao? Từ dương không kịp giải thích thêm, trực tiếp hướng viễn cổ cự thú trước mắt sông lên, mà đạo linh hồn thể của tiểu hoa bên cạnh, vẻ mặt mỉm cười gật cật đầu hoàng tộc trung vực đã bị lão đại ngươi hoàn toàn lật đổ ngay cả hoàng đế của hoàng triều vân thị cũng đã lưu lạc trong tay hắn không bao lâu nữa toàn bộ bộc châu đại lục sẽ nhanh đón kỷ nguyên hoàn toàn mới hoàng triều vân thị cũng sẽ nhanh đón biến hóa long trời lở đất chúng ta lần này tới là trợ giúp ngươi tiến vào con đường thông thiên nghe được bốn chữ thông thiên lộ linh giao liền lập tức hiểu được mục đích chân chính của hai người này dù sao lúc trước tử dương đã hứa hẹn với linh giao chỉ cần ngày sau hắn tìm được con đường thông thiên nhất định sẽ không quên mỗi một đồng bọn bên người từng sóng vai chiến đấu với mình. Không bao lâu sau, trong mộng cảnh chiến trường này lại xuất hiện mấy tên gia hòa quen thuộc trong đội hộ vệ long kỵ sĩ. Vợ chồng Gula, bao gồm cả lichter nghiến xì gà, những đường nét quen thuộc cầm rượu vang đỏ cũng đều xuất hiện. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn trưởng thành thành cường giả đứng đầu đệ nhất bậc đội trong bộc châu đại lục. Trong cơ thể có được huyết mạch long tộc chân chính, sức chiến đấu của bọn họ tương đối kinh người. Ha ha ha, thì ra những người các ngươi đều không có vứt bỏ ràng buộc lẫn nhau. Chiến trường giấc mơ cũng hoàn mỹ phù hợp với cùng một chỗ, như vậy càng tốt. Chỉ cần ta trợ giúp các ngươi tiêu diệt tên trước mắt này, tất cả các ngươi đều sẽ đạt được tọa độ chỉ dẫn của con đường thông thiên. Thanh âm của Từ Dương rất nhanh liền xuất hiện trong đầu mỗi một cường giả trong chiến trường. Mọi người tự hồ còn chưa khôi phục lại từ trong niềm vui lão đại trở về. Từ Dương đã hướng viễn cổ cự thú khổng lồ trước mắt phát động một vòng tiến công mới. Chỉ là một động tác, kiếm quang khổng lồ sau lưng từ dương không gì sánh kịp trong nháy mắt kiếm phong cao tới mấy trăm thước hàng lâm những đồng bọn ngày xưa này hoàn toàn trợn tròn mắt mẹ kiếp lão đại chúng ta tựa hồ so với lúc trước còn cường đại hơn lão đại bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì tất cả mọi người đều vây quanh tiểu hoa hỏi một chút tiểu hoa cũng bất đắc dĩ cười đắc đầu lão đại các ngươi đích thật là trở nên mạnh hơn chuẩn xác và nói hiện tại toàn bộ bục châu đại lộ không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn coi như là kiếm tiên trong truyền thuyết hàng lâm, chỉ sợ ở trước mặt lão đại các người cũng không dám tạo thứ. Bởi vì hắn đã lĩnh ngộ được cảnh giới cực hạn của hệ thống công pháp lực lượng nguyên thủy, mở ra đạo khí lốc thứ 10 thuộc về mình, đạt tới cảnh giới mới chưa từng có cổ nhân, chỉ là một đạo đốc xoáy cuối cùng một mình vận chuyển, bộc phát ra uy lực liền vượt qua chín đạo khí xoáy trước đồng thời cộng minh hiệu quả. Sau khi nghe Tiểu Hoa nói như vậy, những lão tiểu nhị bên cạnh này tất cả đều hít một hơi khí lạnh, bởi vì trong bọn họ trước mắt cường độ tu luyện cao nhất Gula cũng chẳng qua vừa mới mở ra đạo đức xoáy thứ bảy.